mọi người. Tiếp tục 100 kiện đẩy liền vang. Con này là đẩy liền vang model mới của bên em đang cập bến đúng không ạ? Đấy. Đấy, tổng cộng là có 100 con đẩy liền vang nhập khẩu ấy, nguyên đai nguyên kiện. Con này thì em sẽ bóc tiến hành quảng cáo sau. Đây là một con đẩy liền vang model nó là X10, cao cấp hơn cái dòng X8. Và tí em sẽ cho các bác cùng xem. Hiếu hay là Hiếu ơi, rạch trước cho anh một con đã. Rạch một con đã, để cho bác cùng xem qua được bản demo trước. Đấy. Thế thì em sẽ lên cho các bác một cái cấu hình một video sớm nhất nhé, về những cái sản phẩm con đẩy liền vang này. Đấy, đây là một con đẩy liền vang X10 các bác nhé, đẩy cao nhất, có cả màn hình nhé, Đấy, những sản phẩm đẩy liền vang bên em thì Tết rồi nên là hàng vẫn về liên tục để cập nhật cho tất cả mọi người. Hàng vẫn về liên tục. Đấy. Đây là con này. Em sẽ đập hộp của con nhé. Bản demo cho các bác cùng xem trước. Đấy, bản demo. Đấy, còn ông mấy anh em thì vẫn đang chuyển hàng và tiếp tục chuyển hàng. Đấy, con này thì về bên em mọi người cứ yên tâm nhé, hàng cứ về đến đây nguyên đai nguyên kiện này. Đấy, các bác nhìn này, đây EB Pro này. Đấy, về chắc là do vận chuyển nên là nó hơi ấy, thì có mã số series đầy đủ cho tất cả mọi người nhé. EB Pro này, X10 này, đấy bạn thấy chưa? Đấy, con này cao cấp hơn cả con X8, cao cấp hơn rất là nhiều. Với dòng con X8 em sẽ lên cho bác trước cái cấu hình của con này trước khi lên sóng, trước khi lên một cái video test chất âm và test gần nhất. Đấy, 100 con cho tất cả mọi người, nguyên đai nguyên kiện này. Đấy, có ở đây có một cuốn sử dụng sách này. Con này thì đặc biệt hơn con X8 là con này thì sẽ có thêm cái điều khiển. Đây là bản đời cao mà có thêm cái điều khiển này. Bỏ một cái con bóng cả túi bóng ra để cho bác cùng xem qua. Đây nha các bác nhé, EB Pro này, con X10 này, có màn hình ở đây nhé. Đấy, em sẽ để mua qua cho bác như thế, và đâu sẽ có một cái video lên sớm nhất có thể cho tất cả mọi người. Ok, rất là nhiều đúng không ạ, rất là nhiều kiện. Đấy, có cả thêm cái điều khiển nhá. Con này là con chất âm cực hay này, bên em đã có mẫu về, hãng EB Pro đã gửi cho em mẫu về rồi. Hãng EB Pro đã gửi mẫu về cho em và bên em đã test thử chất âm của nó rồi và cực kỳ ok. Cái sản phẩm này rất là tiện lợi khi có thêm cái chip điều khiển và có cả màn hình này và có đầy đủ tính năng. Màn hình mà con Echo con này rất là mượt, sẽ mượt hơn là con X8. Phần đấy, sẽ mượt hơn con X8. Âm ly thì cũng về số lượng cho tất cả mọi người. Đấy. Về tối muộn rồi, hàng về lúc tầm muộn. Sẽ có video lên gần nhất cho các mọi người. Hiện tại hãng EB Pro các bác cũng biết rồi các bạn, là một trong những cái sản phẩm được rất là nhiều người yêu thích. Hiện tại về chế độ bảo hành này, về cái chất lượng của nó thì đang được mọi người quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là dòng súp và chế độ bảo hành cực kỳ tốt đúng không ạ? Đấy, những cái sản phẩm bên em đóng hàng về để các nhìn này, đai nguyên kiện là về là cực kỳ mới và ngon này. Đây, hàng nhập khẩu về đây, số lượng về cho tất cả mọi người nhé. Đối với dòng X10 này thì giá tiền thì chắc chắn nó sẽ phải cao hơn cái dòng X8 một chút đúng không ạ? Bởi vì con X8 của nó thì là cái bản thấp hơn nên là cái giá tiền của con X10 này sẽ cao hơn. Nhưng và các bác bù lại là cái chất lượng của nó sẽ rất là tốt. Đấy, tốt hơn đúng không ạ? Sản phẩm nào tiền nào của đấy. Nhưng mà những cái sản phẩm của EB Pro nếu mà các bác có điều kiện thấp thì có thể cho con X8 vang nhạy cũng ok. Và con X10 này thì chất âm vang nhạy nó cũng rất là ok đúng không ạ? Đấy, số lượng của bên em về cũng rất là nhiều. Và hẹn các bác vào một cái video gần nhất nhé. Video gần nhất thì bên em sẽ lên sóng cụ thể chi tiết về cái sản phẩm đó là con X10 này. Qua một chút thì về cái con sản phẩm con X10 này nữa các bác nhé. Sản phẩm con X10 này thì sẽ là cái công suất của nó sẽ khỏe hơn con X8. Đấy, con X10 này thì nó sẽ công suất của nó sẽ đánh được những cái cặp bát 40 các bác nhé. Đấy, đẩy liền vang liền rất là nhiều thiết bị đúng không ạ? giải mã đầy đủ, chạy bằng 64 bit ở bên trong. Và đặc biệt là con này là sẽ công suất là cao hơn gần gấp đôi so với con X8, nên là bản của nó cực kỳ cao đối với sản phẩm con X10 này. Ok, và hẹn các bác ở một cái video và cũng như là một cái video gần nhất về phân tích về sản phẩm, đó là con X10 EB Pro chính hãng, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.